Xin chào các bạn. Ở bài trước các bạn đã được học về hình thang cân rồi đúng không nào? Ngày hôm nay cô sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số kiến thức về hình thang cân. Các bạn đã được học ở bài trước về định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết. Sau đó cô sẽ giúp các bạn hướng dẫn giải một số bài tập liên quan đến hình thang cân. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và cùng thực hiện theo cô nha. Đầu tiên, các bạn cần phải nhớ hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Tiếp theo này, hình thang cân là hình thang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau. Ví dụ như ABCD là hình thang có góc B và góc C hoặc là góc D bằng góc A thì mình sẽ suy ra được ABCD là hình thang cân. Được chưa nào? Và từ ABCD là hình thang cân thì mình cũng sẽ suy ra được các góc ở đáy bằng nhau là góc C bằng với góc B, góc D bằng với góc A. Thứ hai, các bạn cần nhớ cho cô về tính chất. Từ ABCD là hình thang cân thì mình sẽ suy ra được hai ý. Ý thứ nhất là mình sẽ suy ra được hai cạnh bên bằng nhau. Được chưa nào? Là DC bằng với AB. Và ý thứ hai, mình sẽ suy ra được hai đường chéo bằng nhau là DB bằng với AC. Ngoài ra mình còn có thể suy ra được các góc ở đáy, hai các góc kề một đáy bằng nhau. Hai góc kề một đáy bằng nhau là góc C bằng với góc B, hoặc mình có thể suy ra được góc D bằng với góc A. Các bạn phải nhớ cái phần tính chất này để mình vận dụng vào làm bài tập nha. Tiếp theo, ý thứ ba các bạn cần phải nhớ đó chính là dấu hiệu để nhận biết hình thang cân. Thì trước tiên các bạn phải chứng minh cho cái tứ giác đó là hình thang. Điều đầu tiên mình phải chứng minh đó là hình thang trước nha. Hình thang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau thì nó là hình thang cân. Ví dụ như ABCD là hình thang và có thêm góc C bằng với góc B hoặc là góc D bằng với góc A thì mình sẽ suy ra được ABCD là hình thang cân. Ý thứ hai, hình thang có hai đường chéo bằng nhau. Bây giờ mình có ABCD là hình thang, mình có thêm điều kiện là DB bằng với AC thì mình sẽ suy ra được ABCD là hình thang cân. Để được chứng minh được hình thang cân thì trước tiên các bạn phải nhớ cách chứng minh về hình thang nha. Cách chứng minh về hình thang này thì mình đã được học ở bài hình thang rồi, là chứng minh cho hai cạnh đối song song. Thế nào? Trên đây là toàn bộ những phần lý thuyết mà cô muốn các bạn nắm được. Và bây giờ vận dụng cái phần lý thuyết này, cô sẽ hướng dẫn các bạn giải một số bài tập liên quan đến hình thang cân. Bài đầu tiên, cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy theo thứ tự điểm D và điểm E sao cho BD bằng với CE. Chứng minh rằng A nhỏ tam giác ADE cân B là chứng minh cho DE song song với BC. Và C là mình sẽ chứng minh cho tứ giác BDEC là hình thang cân. Được chưa nào? Đây thì cô cũng đã vẽ cho các bạn hình. Các bạn chú ý quan sát nha. Đây cô đã vẽ được cái tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D này, trên cạnh AC lấy điểm E này, sao cho BD bằng EC. Cô ký hiệu BD bằng EC cho các bạn dễ nhìn này. Ở đây mình có giả thiết là tam giác ABC cân tại A, BD bằng EC. A là chứng minh tam giác ADE cân, B là mình chứng minh DE song song với BC, và C là mình đi chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân. Các bạn lưu ý cho cô cái phần giả thiết kết luận là bắt buộc các bạn phải ghi nha. Học hình là các bạn phải ghi vẽ hình và ghi giả thiết kết luận. Được chưa nào? Vậy bây giờ cô sẽ thăng cùng các bạn hướng dẫn các bạn giải câu A là chứng minh tam giác ADE cân. Được chưa nào? Bây giờ mình đi chứng minh tam giác ADE cân. Bây giờ đề bài cho các bạn muốn chứng minh. Cô sẽ hướng dẫn các bạn theo sơ đồ tư duy trước nha. Bây giờ mình muốn chứng minh ADE cân, đúng chưa nào?
thì mình sẽ đi chứng minh cho cạnh AD bằng cạnh AE. Đúng không nào? À vậy thì bây giờ muốn chứng minh cho AD bằng AE. Các bạn xin nhìn này. Tam giác ABC có phải là cân tại A đúng không nào? À mà vậy thì mình sẽ suy ra được AB bằng với AC. Đúng không? Mà bây giờ cạnh AD. Các bạn nhìn này. Cô có cạnh AD thì bằng cạnh AB trừ đi cạnh BD. Đúng không nào? Cạnh AE tương tự như vậy. Cô có cạnh AE bằng với cạnh AC trừ đi cạnh EC. Đúng không nào? Mà bây giờ ở đề bài cho là tam giác ABC cân tại A. Vậy thì cô sẽ suy ra được cạnh AB bằng với cạnh AC. Hai cạnh này này. Bằng nhau. Đúng không nào? Cạnh BD bằng với cạnh EC là theo giả thiết rồi. Hai cái này cũng bằng nhau theo giả thiết. À vậy thì từ đó mình đã suy ra được AD bằng với AE chưa nào? Và mình sẽ suy ra được tam giác ADE cân. À, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết nha. Rồi, à đây cô có này. Vì tam giác ABC cân tại A. Cái này là theo giả thiết. Đúng không nào? Được chưa? Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra được AB bằng với AC. Được chưa? Mà ta lại có này. Cạnh AD thì bằng cạnh AB trừ đi cạnh BD. Được chưa nào? AB. AE thì bằng cạnh AD trừ đi cạnh EC. Mà BD thì bằng với EC. À cái này cũng là theo giả thiết. Đúng không nào? AB bằng với AC. Chứng minh trên. Cô vừa mới chứng minh được tam giác ABC cân tại A này. Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra được cạnh AD sẽ bằng với cạnh AE. Đúng không nào? À bây giờ có hai cạnh bằng nhau rồi thì mình sẽ suy ra được tam giác ADE cân tại A. Được chưa nào? Ở đây cô có hai cách hướng dẫn. Cách hướng dẫn thứ nhất của cô là cô hướng dẫn theo sơ đồ tư duy. À, các bạn nên xem hướng dẫn bằng sơ đồ tư duy, sau đó các bạn trình bày lại theo cách trình bày của các bạn. À, các bạn nào không biết nữa thì các bạn có thể theo dõi tay bên tay phải của cô đang hướng dẫn các bạn cách trình bày. À, đây là cô đang hướng dẫn cách. Ý thứ nhất là chứng minh tam giác ADE cân. Ý thứ hai của bài toán. Là người ta yêu cầu chứng minh DE song song với BC. À đây, cô cũng sẽ hướng dẫn các bạn theo sơ đồ tư duy nha. Bây giờ muốn DE song song với BC. À để chứng minh hai đường thẳng song song. Ở lớp 7 mình đã được học này. Cách thứ nhất là mình sẽ chứng minh cho cô gợi ý bên này nha, là hai góc soi le trong bằng nhau. Đúng chưa nào? Ý thứ hai là hoặc là mình có thể chứng minh cho hai góc đồng vị bằng nhau. Ý thứ ba
Mình có thể chứng minh hai góc trong cùng phía. Bù nhau. Ngoài ra, mình có thể chứng minh dựa vào hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Từ vuông góc đến song song. Đúng chưa nào? À, hoặc là ý thứ tư là mình có thể ý thứ năm là mình có thể chứng minh hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Những cái kiến thức này là năm lớp 7 mình đã được học rồi. Các bạn có thể xem lại trong sách giáo khoa lớp 7 tập 1 nha. À, quay trở lại với bài toán. Bây giờ mình chứng minh DE song song với BC. Các bạn nhìn này, DE song song với BC. Bây giờ cô thử dựa vào cách thứ nhất là chứng minh. À, gọi cách thứ hai. Các bạn nhìn quan sát đây. Các bạn quan sát cho cô góc D và góc B. Các bạn để ý coi xem là hai góc này nó ở vị trí gì. À, nó nằm cùng nằm bên trong và nó nằm cùng bề một phía và đồng vị trí. Vậy thì góc D này, A, D, E và góc A, B, B, C. Cô nói hai góc này là hai góc đồng vị. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ mục tiêu của các bạn là sẽ phải đi chứng minh cho cô hai góc này bằng nhau. Đây. Chưa nào? À, bây giờ mình có A, D, E đồng vị với A, B, C. À, bây giờ mình phải đi chứng minh cho cô góc A, D, E phải bằng với góc A, B, B, C. Đúng không nào? À, bây giờ các bạn nhìn góc A, D, E. Tam giác A, D, E mình vừa chứng minh được cân tại A, đúng không nào? Vậy thì góc ADE này, ADE có phải là góc ở đáy không nào? ADE cô sẽ bằng 180 độ trừ đi góc ở đỉnh là góc A chia 2. Được chưa? Tương tự như vậy, ABC, tam giác ABC cũng cân tại A. Vậy thì cô cũng có góc ABC bằng 180 độ trừ đi góc ở đỉnh là góc A chia 2. Vậy thì hai góc này cùng là 180 độ trừ đi góc A chia 2. Vậy thì suy ra góc ADE và ABC là hai góc bằng nhau. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị thì mình sẽ suy ra được DE song song với BC. Cô sẽ xóa cái bên này đi nha. Cho các bạn tập trung. Đây, tại sao bây giờ tại sao cô sẽ lý giải cái này? Có một số bạn quên thì cô sẽ lý giải tại sao ADE bằng 180 độ trừ đi góc A chia 2. À, bây giờ mình xét tổng ba góc trong một tam giác đúng không nào? Tam giác ADE thì có phải là bằng A cộng D cộng E bằng 180 độ đúng không nào? Mà góc A à góc D bằng với góc E rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ có là cộng 2 lần góc D. Tại sao là 2 lần góc D? Bởi vì góc D bằng với góc E. Cô thay góc E là góc D. Vậy thì nó sẽ là 2 lần góc D bằng 180 độ. Vậy thì bây giờ mình sẽ có là góc D sẽ bằng 180 độ trừ góc A chia 2. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi. Bây giờ các bạn nhớ cho cô công thức là góc trong một tam giác cân thì góc ở đáy sẽ bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh chia 2. Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh DE song song với BC. Các bạn có thể quan sát và theo dõi cách cô trình bày nha. Bây giờ này, đầu tiên là mình sẽ vì tam giác ADE cân tại
có phải là chứng minh trên đâu. À, câu A mình đã chứng minh rồi, thì mình sẽ suy ra được góc ADE sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A chia 2. Được chưa nào? Cô đánh về là 1 nha. Tiếp theo, tiếp tục chứng minh tương tự vì tam giác ABC tại A. Cái này là theo giả thiết đề bài cho, đúng chưa nào? À, mình cũng vận dụng công thức tính góc ở đáy của tam giác cân thì mình cũng sẽ suy ra được góc ABC sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A chia 2. Cái này là ý thứ hai. À, bây giờ hai góc này cùng bằng 180 độ trừ góc A chia 2 thì từ 1 và 2 mình sẽ suy ra được ADE bằng với góc ABC. Mà hai góc ở vị trí đồng vị, vậy thì từ đó cô sẽ suy ra được DE sẽ song song với BC. Được chưa? Các bạn, cô có thể cho các bạn thời gian để quan sát nha. Trong thời gian các bạn quan sát lời giải thì cô sẽ ghi lại cho các bạn công thức tính góc góc ở đáy. À đây, mình cô sẽ có công thức này. Góc ở đáy. Cái này chỉ áp dụng chúng ta vắt cân nha. Bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh chia 2. Được chưa? Góc ở đáy thì bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh chia 2. Cái này chỉ áp dụng trong tam giác cân. À, vậy là cô đã giúp các bạn giải câu A và câu B rồi. Bây giờ phần C. Câu C là mình chứng minh DE CB là hình thang cân. Đây. Bây giờ người ta yêu cầu chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân. À, để chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân. Đây, cô sẽ hướng dẫn các bạn. BDEC là hình thang cân. Vậy thì đầu tiên, mình phải chứng minh cho BDEC phải là hình thang trước. Được chưa nào? À, ở đây mình có hai dấu hiệu để nhận biết hình thang cân. Thứ nhất là hai góc kề một đáy bằng nhau. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau thì là hình thang cân. Ý thứ hai là mình sẽ đi chứng minh hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì là hình thang cân. Vậy thì ở đây mình sẽ vận dụng cái kiến thức là chứng minh BDEC là hình thang có hai góc kề một đáy. Ở đây cô có góc B và góc C. À, cô sẽ chứng minh cho góc B bằng với góc C. Cô sẽ chứng minh góc B với góc C. Được chưa nào? Trước tiên là mình sang cái đường nhất này là BDEC là hình thang. Vậy thì muốn chứng minh BDEC là hình thang thì mình phải đi chứng minh cho cô là DE song song với BC. À, cái này là mình đã chứng minh ở câu B rồi, mình sẽ không chứng minh lại nữa nha. Được chưa nào? Ý thứ hai là mình sẽ chứng minh cho cô góc B bằng với góc C. À, góc B bằng với góc C vì sao nào? À, ở đề bài người ta đã cho là giả thiết, người ta đã cho là tam giác ABC cân tại A, đúng không nào? Tam giác cân thì mình sẽ suy ra được là hai cạnh bằng nhau, và mình sẽ suy ra được hai góc ở đáy bằng nhau, tam giác ABC cân tại A. Cái này mình cũng không cần phải chứng minh nữa. Được chưa nào? Các bạn hình dung ra được chưa?
Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn giải và trình bày nha. Các bạn hãy cùng lấy giấy ra và trình bày giúp cô. Có thể nhìn theo cái sơ đồ này và trình bày lại. Thì ở đây cô có này. Vì ý thứ nhất cô sẽ chứng minh DE song song với BD, EC là hình thang. Vì DE song song với BC. Được chưa? Cái này là theo chứng minh trên. Vậy thì từ đó cô sẽ suy ra được tứ giác BDEC là hình thang. Được chưa? À, BDEC là hình thang rồi. Tiếp theo, ý thứ hai, cô sẽ chứng minh cho góc B bằng với góc C. Thì mình lập luận này, vì tam giác ABC cân tại A. Cái này cũng là theo giả thiết. Vậy thì cô sẽ suy ra được góc B bằng với góc C. Cái kiến thức về hệ tam giác cân á, các bạn xem lại trong sách giáo khoa lớp 7 kỳ 2 nha. Những kiến thức về đường song song này hay là tam giác cân thì các bạn xem lại để áp dụng cho kỳ hình học lớp 8. À, vậy thì từ 1 và 2 cô sẽ suy ra được ABC. À quên, cô xin lỗi. Cô sẽ suy ra được tứ giác BDEC là hình thang cân. Được chưa? Nhớ là phải chứng minh nó là hình thang trước, sau đó thêm một ý nữa. Một là hai góc kề một đáy bằng nhau. Hai, hoặc là mình có thể chứng minh hai đường chéo bằng nhau. Thì từ đó mình sẽ suy ra được BDEC là hình thang cân. Chưa nào, các bạn quan sát. Ba ý chưa? Rồi, à đây là cái bài thứ nhất cô hướng dẫn các bạn. Tiếp tục, tương tự như vậy, cô sẽ hướng dẫn các bạn giải bài tập số 2. Thì ở bài tập số 2, cô sẽ vẽ sơ đồ tư duy cho các bạn. Và nhiệm vụ của các bạn là sẽ trình bày cái bài đó như là một bài tập về nhà, trình bày lời giải ra nha. Đây, bài tập số 2 như sau. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy theo thứ tự điểm D và điểm E sao cho AD bằng với AE. A nhỏ là chứng minh BDEC là hình thang cân. B nhỏ là tính các góc của hình thang cân đó. Biết góc A bằng 50 độ. Được chưa nào? Vậy thì cô cũng sẽ cho các bạn cái hình vẽ và phần giải thích kết luận. Ở đây cô đã vẽ hình này. Tam giác AB C cân tại A. Ở đây người ta cho AD bằng với AE. Bây giờ người ta yêu cầu là chứng minh BDEC là hình thang cân. Và cô B là người ta cho góc A bằng 50 độ. Bây giờ tính các góc của hình thang cân đó. Các bạn nắm được đề bài chưa nào? Rồi bây giờ mình cũng sẽ cùng nhau đi vào cái phần vẽ sơ đồ tư duy cho bài toán này. Sau đó các bạn trình bày nha. À bây giờ cô cũng có cái sơ đồ tư duy này. Người ta yêu cầu là BD, chứng minh BEC là hình thang cân. Đúng chưa nào? Vậy thì lúc nào mình cũng sẽ, trước tiên mình sẽ phải đi chứng minh cho cô là BDEC là hình thang. À, tam giác ở đây người ta cũng cho tam giác hình thang. Ý thứ hai, mình sẽ đi chứng minh cho cô. Ở đây mình không có đường chéo thì mình sẽ áp dụng cái dấu hiệu thứ nhất là chứng minh cho hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Ở đây cô cũng có góc B
và góc C. À giống như bài trước thì ABC là hình thang là tam giác cân thì mình cũng sẽ suy ra được góc B bằng với góc góc C. Được chưa nào? Ở đây cô có góc B bằng với góc góc C. À vậy bây giờ mình phải đi chứng minh cho cô BDEC là hình thang. Đúng không nào? Vậy thì BDEC là hình thang. Thì ở đây cô cũng sẽ phải đi chứng minh cho cô DE song song với BC. Đúng không? DE song song với BC. À vậy thì muốn chứng minh DE song song với BC thì bài toán này đã quay về cái bài toán thứ nhất của mình chưa nào? À cái này cô sẽ hướng dẫn đến đây. Và các bạn sẽ phải trình bày lời giải ra. Cô sẽ không trình bày lời giải cho các bạn. Mà đây là nhiệm vụ về nhà của các bạn nha. À, DE song song với BC thì giống như bài toán trước thì mình sẽ chứng minh cho cô góc. Đây, cô sẽ chứng minh, các bạn sẽ chứng minh cho cô góc ADE bằng với góc ABC. Đúng không nào? Hai góc này ở vị trí đồng vị thì mình sẽ suy ra được hai đường thẳng này song song với nhau. Bạn nào quên cách chứng minh thì các bạn có thể xem lại ở ví dụ bài 1 cô hướng dẫn nha. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục ý thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các bạn ý thứ hai. Rồi, ở đây người ta nói là bây giờ là cô B, mình sẽ đi tính các góc của hình thang cân. Đúng chưa nào? Người ta sẽ cho góc A là bằng 50 độ. Đây, người ta cho góc A bằng 50 độ. Bây giờ người ta yêu cầu tính góc B này, góc C, góc E và góc góc D. À thì ở bài trước á, bài 1 á thì cô đã hướng dẫn các bạn tính góc ở đáy của một hình thang ở tam giác cân là lấy 180 độ trừ đi góc ở đỉnh chia 2. Cô sẽ hướng dẫn các bạn nha. Còn việc giải chi tiết thì các bạn có thể tự giải nha. Thì đây tam giác ABC cân tại A. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ có được suy ra được góc ABC sẽ bằng góc ACB và bằng 180 độ trừ đi góc A chia 2. Đúng không nào? À vậy thì thay số vào. Mình lấy 180. Mình trừ đi góc A là bằng 50 chia 2 sẽ bằng 65 độ. Đúng chưa nào? Vậy là mình đã tính ra được góc hai góc này rồi. Đúng chưa nào? 65 độ. 65 độ. À vậy thì tính góc BDE và góc DEC như thế nào? Thì các bạn nhìn này, có phải là DE song song với BC. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ có được góc cô có góc DBC và góc BDE. Đây. Có phải hai góc này là hai góc trong cùng phía đúng không nào? Mà DE lại song song với BC thì hai góc này là hai góc trong cùng phía bù nhau. Đúng không? Ở đây mình có DE. Ở đây cô có này. DE song song với BC. Đúng chưa nào? Vậy thì cô sẽ suy ra được góc BDE cộng với góc DBC bằng 180 độ. Cái này là hai góc trong cùng phía. Nhau.
Được chưa? À, vậy thì mình sẽ suy ra được BDE mình thay là, mình giữ nguyên, cộng với DBC là 65 độ mình vừa tính ở trên, đúng chưa nào? À, và sẽ bằng 180 độ. Vậy thì BDE sẽ bằng 180 trừ đi 65 độ và bằng 115 độ. Đúng không nào? À, sau khi mình tính ra được góc này bằng 115 độ, bây giờ mình sẽ suy ra được DECB là hình thang cân. Đúng không nào? Vậy thì suy ra được hai góc kề một đáy bằng nhau là góc D sẽ bằng với góc góc E. Hai góc này sẽ bằng nhau. Cô viết thêm ở đây nha, cô viết sang bên này nha. Rồi, vì DE CB là hình thang cân. Cô sẽ suy ra được góc BDE bằng với góc DEC và bằng 115 độ. À, vậy là cô đã tính được tất cả các góc của hình thang cân rồi. Đúng chưa nào? À, trên đây là cô, ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các bạn về, nhắc lại cho các bạn về các dự tính chất này, dấu hiệu và định nghĩa của hình thang cân. Và cô đã hướng dẫn các bạn giải một số bài tập. Nhiệm vụ của các bạn là xem lại video ngày hôm nay và giải lại những cái bài tập đó theo hướng dẫn bằng sơ đồ tư duy cho cô. Được chưa nào? Rồi, buổi học đến ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào buổi học lần sau.